Rồi, xin chào bạn ha. Ngày hôm nay thì mình bổ cái cây dừa mục ra. Đây, xem có những cái phát hiện động trời nào không các bạn. Rồi, đây là cái cây dừa mục. Cái cây dừa này nó bị đuông dừa đuông nó ăn. Thì mình để lâu ngày quá, mình cái chỗ đốt của mình bây giờ mình trồng cây hết à. Không có cái chỗ nào để mà mình gom là mình đốt được hết. Mình đốt được cái khúc ngọn nhưng mà khi mà mình đặt cây xuống thì bây giờ hết. Thì bạn xem coi trong cái cây dừa mục mà mình để mục như vậy thì nó có những cái sinh vật cũng như là những cái con côn trùng nào nó có lợi và có hại ha. Rồi, đầu tiên là cái phần của cái ruột. Rồi, đây là cái ruột của cái cây, cái lõi bên trong á, cái lõi bên trong của cái cây dừa. Đó. Mình đeo tay cho mình cho các bạn xem trong đây nó có những cái gì ha. Rồi. Thì bữa nay mình cắt cỏ thì mình tiện rồi mình thấy gì mình bổ là mình xem luôn. Trong đây là trùng. Nè, các bạn thấy là trùng ha. Trùng. Trùng rất là khủng khiếp luôn. Đây. Trùng. Trùng này là trùng đất ha, chứ không phải là trùng mà những cái trội trùng mà trùng quế đâu nha các bạn. Con này cũng nấy to chà bá ha. Trùng. Hải ở dưới quá trời. Đây. Đây. Trùng nè, tầng tầng lớp lớp trùng. Đây này nó lôi nhau dưới đất hết nè. Nè, nè nè nè, các bạn thấy không? Hồi nãy mình nấy lên quá trời nè. Nó rút xuống dưới đất hết nè. Nè. Nè, trùng nè. Các bạn thấy bể không? Thấy khủng khiếp không? Nè. Nó rút xuống dưới đất hết rồi nè. Hồi nãy khi mà mình nè, khi mà mình mới bơi bơi lên á thì quá trời. Khi mà mình đi lấy điện thoại mình quay á, bắt đầu rút xuống đất hết nè. 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 Thấy trùng không? Thấy khủng khiếp không? Đây. Nè. Trùng nè. Lôi nhau lóc nhóc quá trời trùng. Này mình hốt mình bỏ vô rau thì ok ha. Trùng nè. Trùng nè. Trùng này là trùng đất ha, chứ không phải là trùng quế. Nè. Nhiều lắm. Gạt gạt ra nhiều lắm. Nè nè nè, qua wow, trời nè. Rồi. Bên cạnh trùng thì ở trong cái phần những cái lõi đục của cây dừa thì dễ dàng phát hiện những cái con kiến vương ha. Đây, trên cái cây dừa. Đây. Mình sẽ chặt ra cho các bạn xem. Đây. Cái này mình đây. Con kiến vương. Con này thì nó chuyên đục cắn phá hoại cái cây dừa. Đó. Thì hiện nay mà ai trồng dừa thì cũng rất là đau đầu với cái loại côn trùng này. Loại hiên địch này. Này mình chặt nó bỏ bỏ ra. Nhiều lắm, hồi nãy giờ mình chặt ra cái chục con. Đây. Đây. Cái này ăn không được nha các bạn. Đó. Cái con này thì trong cây dừa thì nó đục. Nó đục xong thì nó đục xong rồi nó đẻ rồi nó đi. Rồi khi nó đục xong nó ăn cắn phá nó ăn nó đẻ nó đi xong rồi những cái con đuông dừa nó sẽ chui vô. Và nó làm tổ trong đó. Thì những cái con đuông dừa nó sẽ chui vào những cái lỗ, những cái tổ của những cái con này. Rồi nó tiến hành là nó đục, nó phá cái dừa của mình. Đục banh cổ hủ luôn. Đó. Cái này mình sẽ chặt ra cho bạn xem ha. Cho nên là cái dừa. Nhà bạn có cây dừa mà nó lỡ mà nó bị rồi thì bạn phải xử lý bằng đốt bỏ hết. Thiêu hủy hết. Đây. Mình sẽ chặt ra cho các bạn xem coi còn gì bên trong ha. Cái này nó cũng chưa có mục hoàn toàn đâu. Rồi, cái lượng phân còn lại, cái lượng mà có trùng á thì mình sẽ hốt mình bỏ vô rau, vô cây chậu ớt ha. Còn cái này mình sẽ chặt ra rồi mình để cho nắng thật nắng rồi mình đốt đó. Kiếm chỗ nào mình nó rụt rồi mình chặt bầm bầm bầm, còn không mình bầm 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 nhỏ ra.
đây nè các bạn. Hôm bữa cái cây kia thì mình lấy lên toàn là con sùng không, là những cái ấu trùng của cái con này nó chưa phát triển. Đây này nó già rồi nè, đó nó cứ đục cái dừa vậy nè ha. Khủng khiếp. Thôi mình sẽ băm băm nhỏ nhỏ ra rồi mình để cho nó khô, còn mà cái nhỏ 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 dăm dăm nát này thì làm phân cho cây đó. Thì các bạn thấy không phải cái gì nữa, cái gì mà mình để mục nó cũng tốt ha. Mình trồng dừa mà mình để dừa nó mục rồi đó, rụt rồi thì một cái lóng dừa như vậy thôi đó, một cái khúc dừa như vậy có thể là vài chục con kiến dương nó sống trong đó. Thì cái giai đoạn đầu đó là những cái con sùng, những cái con sùng trắng trắng nhỏ nhỏ ha, nhỏ hay nhỏ chứ bằng con cái đó. Rồi từ từ nó ăn cái, nó ăn những cái gỗ đồ trong cái dừa thì nó lớn lên ha. Cái này mình sẽ hốt, mình bỏ cây ớt của mình này là vô địch thiên hạ rồi đó. Đi trong đây thì chúng ta cũng dễ dàng thấy những con cuốn chiếu. Cuốn chiếu thì nó cũng cắn phá rễ của cây, nhưng mà nó cũng có lợi có hại và nó cũng có lợi ha, chứ cũng không phải là hoàn toàn là hại 100%. Trùng ở dưới đây nhiều lắm nè các bạn nè, trùng bệ bệ nè không nè, hồi nãy nó nóng quá rồi nó rút xuống nè. Trùng thì các bạn biết rồi ha, nó phải ở cái nơi ẩm ướt ha, nó ăn phân nó ăn những cái loại động vật, bả động vật thực vật, để cho một tạo một cái lượng hữu cơ dồi dào cho đất ha. Thì về cái vườn của mình thì do là mình tích cực là mình cắt cỏ đồ nhiều, mình không có xịt á. Bạn thấy chỗ mình ở đâu giờ bổ lên cũng trùng, tôi nói trùng đóng đóng nè, nó rút ở dưới đất nè nè các bạn nè, nó rút ở dưới đất nè nè, thấy không? Đó, hồi nãy quay không có là như vậy đó. Cho nên mà nhà mình mà có dừa mà nó ngã nó mục, nó cắt mình cắt rồi thì mình cứ cố gắng là mình để khô trong khoảng nửa tháng là mình đốt, thì nó sẽ đảm bảo không phải là nơi trú ngụ của những cái con kiến dương. Vì những cái con kiến dương này là 100% chính là cái thủ phạm mà cắn phá cây dừa. Nó có thể đục từ gốc, đục từ ngọn, cắn lá ngọn ha, dẫn đến là nơi trú ngụ cho những cái con kiến vương, những cái con đun dừa. Từ đó là những cái con đun dừa nó vô, nó đẻ, nó ăn cái cổ hủ, nó ăn cái đọt của cây dừa các bạn. Cực kỳ là nguy hiểm ha. Cây dừa mình trồng có thể 7-8 năm là chết là bình thường ha các bạn. Cho nên là cũng nông dân thì cũng rất là cực khổ các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đem cái này vô mình bỏ cái ớt của mình ha. Là mà cái việc là mình bỏ ớt thì mình sẽ bỏ cho những cái chậu hành của mình. Cái này thì tốt vô địch. Còn con trùng thì các bạn cứ yên tâm ha. Nó có nắng rồi cái nó rút xuống dưới, nó rút xuống đất ở dưới. Đó. Thì cái con kiến dương đặc biệt là nó chỉ gây hại cho những cái cây dừa, những cái cây mà có lỗi, bị cái dừa là nhiều. Cho nên là mình lưu ý để mà trong quá trình mà mình trồng dừa thì mình lưu ý cái chỗ đó ha. Rồi mình cho cái ớt của mình nó ăn đây, ốc sên gây hại nè, cái này đập chết rất là có lợi. Mình sẽ cho những cái ớt còn lại ăn ha các bạn. Rồi xin chào các bạn.